Rồi con đường này là con đường kênh Tân Hóa nè bà. Con đường kênh Tân Hóa này là xin lỗi bà con mất, hồi xưa đây là cái dòng sông nè. Đó bây giờ người ta lắp đường nè. Đó một cái dòng sông dài vậy nè. À, đây là đường kênh Tân Hóa. Đó, cái dòng sông đây nè bà con, hồi xưa đây là cái thượng nguồn của con kênh Tân Hóa nè. Chúng ta đang đi trên cái dòng sông năm xưa nè. Đó cho nên bà con bắt thấy nó sông thì nó không bao giờ nó đi thẳng nha bà con. Nó uốn éo vòng vòng vậy đó. Đây bà con bắt thấy không? Đó, dòng sông nó uốn éo vòng vòng vậy nè. Đây có trường Tân Phú thôi. Bà con ấy, nó không đi thẳng mà đi vòng. Nên ơi với bà con cô bác là nguyên tắc của dòng sông là không, nó không bao giờ đi thẳng được nha bà con. À, nó sẽ đánh võng. Và nó đánh võng một mức độ nào đó nữa thì nó sẽ thành thập ra một cái cù lao. Bà con bác biết nguyên tắc của dòng sông rồi đúng không? À, nó sẽ đánh võng chứ không bao giờ mà đi thẳng nha. À, nguyên tắc của dòng sông là nó sẽ không đi thẳng mà, và nó sẽ là một bên lở và một bên bồi. À, thì cái dòng sông nó chạy và đến khi nào mà đánh võng mà nó võng quá rồi đó, đó thì nó sẽ trở thành một cái cù lao nổi. À, chúng ta đang đi trên cái dòng kênh Tân Hóa năm xưa nè bà con. Con kênh này là xưa là con kênh nước đen á. À, bên kia cũng có đường, bên đây cũng có đường, cái dòng sông ở giữa. Đường này đường Huỳnh Thiện Lộc nè. Con kênh nước đen Thú Quốc năm nào bây giờ nó trở thành một cái nơi sinh trong xanh mát mẻ đó bà con quá. Ngồi cho xe tải rớt cái ly xuống đó, chuẩn bị đó, đổ đá xuống đường luôn kìa, đổ nước luôn rồi bà con quá. Hay giờ rồi dắt quăng cái ly đó rớt luôn nè, tới đó dắt quăng thêm cái ly nữa. À, đổ đá rồi đó, không biết có quăng ly luôn không. Bà con bắt không đi buổi trưa, bà con bắt ở quăng luôn cái ly kìa, ba mấy con nón nè, đúng y chang không. À, cái gì là cũng quăng xuống đường hết. À, bởi vậy thành phố mình bắt đầu bà con bắt không khắp nơi nơi toàn là rác, cái gì ai cũng quăng ra đường hết trơn. À, rõ ràng bà con có thấy không. Bà con bác thấy hôm nay ngày mùng 6, 12 á, cho nên là ai mà làm ăn kinh doanh là thêm có bó nhang nữa. Đúng. Con đường này bắt đầu sau khi hết nước dòng nước đen Thú Bắc rồi thì đây trở thành bắt đầu hàng quán mọc lên đó, họ kinh doanh. Quán cà phê. Đa phần mẫu quán cà phê. Khúc này nó chưa có thịnh hành, nó vẫn còn nhà xưởng, nhà trống nhiều nè.
đây là đường Hòa Bình. Hồi xưa ở đây có cái cầu nè bà con, cầu tên gì ba mẹ còn không nhớ. Bên kia đó là công viên nước Đầm Sen đó. Quên, mua ly cà phê mình quên uống. Mời bà con có uống cà phê với mình nha. $220 một vé. Trời ơi, hè bà con bác thấy không? Người ta đi cho nít đi vô công viên nước quá trời đông. Đông ơi là đông. Hôm nay là ngày thường mà cũng đông quá trời đông. Đây là công viên Đầm Sen, bên tay trái này là trung tâm thể thao công an thành phố Hồ Chí Minh nè bà con. Cho nên bà con bác ba mẹ còn nhớ không lầm là khoảng năm thập niên 80 á, là nơi đây là nơi mà tập trung rất nhiều con lai á bà con. Hay giờ dạng như trẻ mồ côi á, ba mẹ còn nhớ là như vậy. Cái khu ngay đây nè, không biết bà con bác nào còn nhớ không, đối diện với Đầm Sen. Niên 80 bên tay trái ba mày cậu đây là đất trống nha bà con. Những căn nhà ở đây xây là chắc mà mày còn nghĩ là khoảng năm 90 á. Đây là Đầm Sen, cổng vào Đầm Sen ở đây nè. Công viên Đầm Sen này được xây dựng vào khoảng đầu thập niên 80, khoảng năm 83 gì đó. 83, 84 là có dự án xây công viên này rồi. Còn trước đó nữa thì do lực lượng đi làm thủy lợi á, đi cải tạo cái Đầm Sen này nè. Xe hơi đi chơi cũng nhiều quá chứ hả? Ồ, tính ra ba mẹ cậu thấy người ta cũng đi chơi nhiều lắm á. Mà đa phần ba mẹ cậu thấy biển 70, 72, 63 dưới tỉnh lên luôn mà bà con. 68 à, ba mẹ cậu thấy toàn dưới tỉnh lên luôn mà. Xe tỉnh lên đi chơi. Lâu lắm rồi ba mẹ cậu không đi Đầm Sen á. Không biết bây giờ có các anh chị và các bạn nào ở dưới ở Sài Gòn này mà đi Đầm Sen nữa không ta? Ba mươi cầu chứ, ba mươi cầu lâu lắm rồi, ba mươi cầu chưa đi công viên Đầm Sen này đó. Ít nhất cũng phải là trên mười mấy năm.
À, ở đây là cầu Bùng Binh Hòa Bình. Bên kia cái tòa nhà bên kia là Hội Cựu Chiến Binh thành phố Hồ Chí Minh. Bên tay trái là đường Lạc Long Quân, bên tay phải là Lạc Long Quân luôn. Lạc Long Quân này đi về chợ Bình Thới. Hôm qua mình đi Lạc Long Quân rồi, hôm nay mình sẽ đi vô con đường Ông Bích Khiêm này. Đường Ông Bích Khiêm này được đặt tên là vào năm 1973, lúc đó cái thời mà của đô trưởng đô thành là ông Đỗ Kiến Nhiễu á bà con. À, cũng có con đường nó làm dữ ha. À, đây là đường Ông Bích Khiêm. Rồi con đường này đường Bình Thới nè. Rồi mình đi vô đây là mình tới đây là hồi xưa đó là cái Nhị Tỳ Quảng Đông nè bà con. À, hồi đó khu vực này Nhị Tỳ Quảng Đông lớn lắm. Đó lại đốt nữa bà con ha. À, những người kinh doanh buôn bán nhất là người Hoa đó, họ hay tin vào cái ngày 10, 12, 16 đó. Phượng New York, Chay Hoài Phát. À, cái bà Chay Phượng này ba mày còn biết nè. Bà ở quê gốc ở dưới Châu Đốc á. Bà ở Việt Kiều Mỹ nha bà con, nhưng mà về Việt Nam mở mở tiệm. Rồi đi tới đây là hồi xưa là Nhị Tỳ Quảng Đông rồi bà con. Ở đây hồi xưa là cái trung tâm chính của Nhị Tỳ Quảng Đông nè bà con. Trước mặt bà con bác á, hồi xưa đó là cái cổng á. Bên tay trái này cũng là Nhị Tỳ Quảng Đông luôn, bên tay phải cũng vậy. Đây, để dẫn bà con bắt đầu dầm đi. À, ôi cha, công an kìa, rồi cảnh sát bắt rồi đó, thấy chưa? Hả? Đâu? Ghê đó. Cảnh sát giao thông mà vô tới trong mấy khu vực này bắt luôn đó con. Đừng có nghĩ là vô mấy cái đường nhỏ này là không có gì nha. Xin thưa bà con bác, đậu bậy hay là chạy bậy là cũng bị lụm luôn à. Đó, cái khúc này là Nhị Tỳ Quảng Đông nè bà con. Ở đây có một cái nhà hàng. Nhà hàng này ba mình cũng có ăn rồi nè bà con, có bác có lượt bà con, bác muốn trải nghiệm ăn đây cũng được bà con. À, đó ba mày cô tiếp mấy cái khách bên Trung Quốc á.
Tại đó ba mẹ cậu làm ăn với bên Trung Quốc nhiều lắm. Thì mỗi lần mà họ qua đây là ba mẹ cậu dẫn họ đi vô cái nhà hàng Tây Đô này nè. Tây Đô này bán đồ ăn cũng ngon lắm nha bà con. Ba mẹ cô cũng là khách VIP ở đó đó. Giờ ba mẹ tới là chỉ cần gọi điện cái họ đặt họ để phòng cho mình. À, đây là chung cư Bình Thới nè. Ôi trời, cùng đường rồi. Cùng đường rồi. Đường số 9. Tưởng tượng cái vùng đất nghĩa địa nhị tỳ năm xưa mà bây giờ trở thành một cái khu dân cư. Nhà ở đây mắc tiền lắm nha bà con, đừng thấy vậy nha, chứ tiền không đó, tỷ tỷ á, chứ không có rẻ đâu. Xe khách Anh Tuấn đi về Cần Thơ Bạc Liêu 94 Bạc Liêu nữa. Giấc mơ tình yêu nơi mà có Bạc Liêu là cái xứ mà có nghe danh công tử Bạc Liêu á, lấy tiền nấu trứng á, tỏ ra mình giàu á bà con. Dân Nam Kỳ Lục Tỉnh hồi xưa có ai mà không biết được tới công tử Bạc Liêu đâu. Đó, bà con bác không đậu xe bậy bạ là bị lụm hết thấy không? Nè, để cả quán cà phê cũng vậy nè. Nghe danh công tử Bạc Liêu lấy tiền nấu trứng. Thời buổi này mà sống mà tỏ ra mình giàu là mệt mỏi lắm. Đây cái đường lò siêu này, vậy là hồi xưa đây là cái cổng của nhị tỳ Quảng Đông nè bà con. Lê Thị Bạch Cát này hồi xưa là đường Bắc Việt nè, quẹo phải là vô chợ Phú Thọ nè mọi người. Ở đây có giáo xứ Thăng Long nè, nhà thờ Thăng Long. Khu này người Hoa nhiều lắm nha bà con. Đường Tuệ Tĩnh. À, đây là giáo xứ Thăng Long. Đường Tây Tỉnh bên đây. Hồi xưa nhạc sĩ Lê Cao Phan mất á, là hoàng ở tại chùa này nè, chùa Giàng Phước. Chùa này là cũng là cái nôi nha bà con, với là cái chùa ở trên Tân Phú á, là cùng một thầy à, chùa Giàng Phước nè. À,
đây là công chúa Ngọc Hân. Chứa những lời muôn ơi. Rồi ra tới đây là thôi, ba mẹ cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. À, bye bye.